trong những năm, những cái clip chuyện nói từ đầu mùa tới giờ là mình đang ở trong cái lúc tận thế sàng lọc. Thì sàng lọc từ người bình thường lên cho tới những người giàu có, tỷ phú, rồi lên tới những người làm chính trị trong quốc hội, trong cả những mấy ông gọi là tối cao pháp viện gì luôn, trong trong quốc hội, trong thượng viện, hạ viện luôn. Nghĩa là lọc cái tâm, nếu mà không và nếu mà không có cái sự lộn xộn bầu cử và không có bệnh dịch thì chả biết ai là ai, biết ai lại hết. Cũng gần nhiều quốc gia trên thế giới cũng không có biết Trung Cộng là sao, nó là thiên ma. Rồi bên cạnh những cái người mà đội lốt quân tử ở ngoài, nhưng bên trong có tâm họ tham lam ích kỷ. Cho nên các hội đồng chư Phật với cha với thượng đế thanh lọc ra những cái tâm, thanh lọc. Cho nên bây giờ các quý vị xung quanh những người thân mình, có những người tự nhiên hoặc bạn bè xa hay những người mình biết đột tử chết rất là nhiều. Chết hai loại chết, những người chết để đi đầu thai để làm một cái như đóng vai mới, để làm vui cho đời hay là làm một nhiệm vụ mới ở một cái những cái thập niên kế tiếp. Còn những người bị bắt đi mãi mãi, để khi mà cái trái đất này trở lại thời vàng kim sẽ không có người xấu. Người xấu và người ác sẽ bị lội ra khỏi. Và đồng thời chuyện cả quốc gia cũng vậy, hòa đồng lại. Cái chữ đại đồng mà mấy clip cũ thì có nói á, chữ đại đồng này á, là đại đồng ai cũng sống mạnh khỏe, tuổi thọ tăng lên, thuốc men rồi giàu có, không có khổ như bây giờ, không có chiến tranh, không có bệnh tật như bây giờ. Chứ không phải đại đồng như cũng cùng một cái văn chương, nhưng mà bên kia họ xài theo cái đại đồng gọi là đại độc tài á, thì có đại ác thì nó khác nhau. Cho nên cái clip này nó chưa lâu nay chưa có nói rõ, mà clip vừa rồi thì có nói sơ sơ giới thiệu, nói sơ sơ, hôm nay thì nói rõ hơn chút. Thì cả về đạo cũng vậy. Tất cả các đạo trên thế giới ấy, thì có Phật giáo thì ra đời cách đây thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Tới đạo Công Chúa Thiên Chúa Giáo thì Chúa Giêsu ra đời năm nay là được 2020 năm. Ấn Độ giáo là 10.000 năm cho đến 40.000 năm trước Công Nguyên. Rồi đến đạo Hồi giáo ra đời thế kỷ thứ 7. Những cái đạo lớn trên thế giới. Thế 7, họ cũng thờ Thượng Đế. Ấn Độ giáo cũng Thượng Đế. Thiên Chúa giáo cũng thờ Thượng Đế. Do Thái giáo 18.000 năm trước Công Nguyên cũng thờ Thượng Đế. Thì cũng do ông Abraham là người truyền tin. Tới Nho giáo của bên Tàu thì do Khổng Tử cũng 500 năm trước Công Nguyên. Thì mình nói tất cả các đạo lớn trên thế giới này nè, nó cũng thánh chiến đấu qua đấu về giành Thượng Đế. Chỉ có đạo Phật đó là từ bi, không có đổ máu từ xưa đến nay. Nhưng đạo Phật quá cao siêu, như phải là tiến sĩ Phật học về tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Còn thời nay tất cả các đạo đều có sự xung đột nhau. Như bên Trung Đông mình cũng thấy. Thì trong tương lai á, chỉ có một đạo duy nhất mà lại trung dung hòa đồng hết tất cả các đạo, sẽ không còn thánh chiến, không có còn khủng bố, không có còn giành Thượng Đế của tôi nữa, và không có còn những cái giáo điều mà gọi là ridiculous, không có hợp lý với cái thời đại này. Tại cái thời đại văn minh á, những con người, những con em của chúng mình sau này trong tương lai á,
hàng trăm năm về sau á, nó rất là thông minh, cực kỳ thông minh. Nó có thể vô chiếc máy bay F-35 để nó ngồi dọc dọc chút nó cũng lái được nữa. Thì khôn hơn thời của mình rất là nhiều. Thì Thượng Đế á, mới sáng lập ra một cái đạo mới để chung dung hết vào hòa hợp, để thống nhất tất cả các đạo lại thành một đạo. Xin lỗi, mình nói này hơi đụng chạm. Nó chỉ thống nhất nhưng mà mình không biết là lúc nào. Thì cha nói sao thì chỉ là truyền tin kiện nói lại cho quý vị biết để có sự chuẩn bị. Thì chị hôm nay chị nói sơ sơ cho rõ một chút về cái đạo. Rồi đến khi Phật Di Lạc, tức là Chúa đó, Ngài sẽ tái lâm, Ngài sẽ xuất hiện giống như Kinh Khải Hoàng nói á. Và trong Kinh Phật cũng có nói là Phật Di Lạc ra đời á, thì thường nói là cùng một người á. Thì Ngài sẽ giải thích về đạo, thì hỏi Ngài, chờ Ngài đi, Ngài sắp sửa xuất hiện. Còn giờ hôm nay thì chỉ nói về cái khung của cái đạo, còn cái bức hình á thì chờ. Thì hôm nay việc đeo tùm lum nó hơi bút kỳ một chút, xin lỗi, nhưng mà đeo để ví dụ để cho mấy vị hiểu. Cái dấu này nè, cái dấu nó không phải là dấu thánh giá. Cái dấu thánh giá thì ở dưới nó hơi dài, còn cái này á mình chỉ ngăn ở đây, có thể là dấu chữ thập. Chữ thập á là trước khi có clip được giải thích á, là bình bi ngang đây nè, con người mình sau này á, chỉ cần bình đẳng, ở dưới đi lên là hướng thượng. À, còn dưới này á, là cái trái tim, microphone, cái trái tim á, là cái tâm của mình, là Phật, tâm tức là Phật, nghĩa là, nhưng mà cái dấu này là dấu của cha đó, của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà bên Công giáo gọi là Đức Chúa Trời, còn bên tất cả các đạo khác gọi là Allah hay là God, thì Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo đều thờ God hết. Chỉ có một ông God thôi mà cũng giành nhau mà giết nhau. Mà thời xưa thì còn cưỡi ngựa, còn bắn cung. Thời nay con người khôn á, cần có những cái thanh lọc, những cái suy nghĩ của mình, sân si giận hờn này nọ, tiền bạc. Và đồng thời á, cái người sau này sẽ du hành trong không gian và phải mở ra thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, chứ không phải rất là, nó không có khó. Giống như những vị hòa thượng lớn bây giờ họ cũng có cái đó. Gặp rồi. Cái này cái microphone nhỏ này nói. Thì mấy bên Tây Tạng người ta nhiều lắm, người đó đi bệnh mấy gì đó. Thì trong tương lai những mấy em nhỏ chừng 12, 13 tuổi nó ngồi thiền nó có thể ấy được. Và một cái đạo này nó vẫn thờ God nhưng mà vẫn thoát luân hồi sanh tử. Đạo mới chỉ có thờ Thượng Đế và thờ cha trời mẹ đất,